các bạn, hôm nay Linh Thịnh Phát có nhận một đơn hàng làm phòng ở phường Tân Nhất, quận 12 các bạn. Làm vách ở trên sân thượng phòng dùng panel rock wool các bạn. Cắm trái. Đây là khu làm máy và khung sườn sắt trước hết. Đây là lắp bóng vách nữa xong các bạn. Hiện nay Thịnh Phát tranh thủ lại lắp cho anh chú khách. Thank you.
bạn, cuối cùng thì cũng hoàn thành cái căn nhà trên sân thượng nha các bạn. Thì do Cách Nhiệt Thịnh Phát cung cấp và thi công. Ở đây trên đây là tầng 3 nha các bạn. Thì trên sân thượng này anh làm cái phòng kho, vừa phòng vừa kho luôn nha các bạn. Thì đã hoàn thành được căn phòng 4 vách. Nên quay sơ các bạn chi tiết cho bạn xem. Bạn thấy công trình này có phù hợp với các bạn hoặc có thể áp dụng được cho các bạn thì các bạn cứ liên hệ về để Cách Nhiệt tư vấn, Cách Nhiệt Thịnh Phát tư vấn và thiết kế cho các bạn nha. Đây phòng 4 vách. Tất cả mình làm xong mình lau chùi đi ron đồ hết tất cả. Rất là sạch đẹp nha các bạn. Các bạn cần thì cứ liên hệ về cho Cách Nhiệt Thịnh Phát sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn. Ở đây thì anh khách anh chừa cái cửa này để làm cửa kính nha các bạn. Đây là ô thông gió bên trong này. Thì tất cả các đường kẻ đều bóng li bê và đi silicon lại hết nha các bạn, rất là kính. Đây. Rất là khít nha các bạn, không có đồ hở. Thì các bạn xem nhớ cho Thịnh Phát một like, một chia sẻ để một đăng ký để đón xem video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.